Rồi kênh Nam Phú xin kính chào các bạn ha. Thì mình làm clip này mục đích là mình sẽ giới thiệu cái chương trình khuyến mãi thức ăn lương bột dành cho lương bột nha các bạn. Chương trình diễn ra tới hết ngày 15 tháng 11 nha các bạn. Thì những bạn mà đang dự định mua thức ăn thì cũng có thể tranh thủ chương trình đợt này để mua ha. Để qua chương trình thì giá lại cao lại nha các bạn. Thì giá hiện tại bên mình hiện tại đang giảm giá cho hai cái mặt hàng là thức ăn 45 đạm, thức ăn 50 đạm và lương bột ha. Thì cái thùng này là loại 50 đạm các bạn. Thùng 50 đạm giá bình thường nó khoảng 130, 130 tới 140. Còn mua lẻ thì 140 ha. Còn chương trình khuyến mãi mình đợt này diễn ra thì mình sẽ giảm xuống 120 hết ha. 120 giá mặt bằng. Nhưng mà những khách hàng nào mua nguyên thùng thì sẽ được miễn phí vận chuyển. Thì nó còn khoảng trăm trăm mười mấy thôi các bạn. Miễn phí vận chuyển thì một ký nó khoảng 7-8 ngàn này. Thì nếu mua nguyên thùng á thì coi như ký còn có khoảng 111-112 thôi. Thì rất là rẻ ha. Rồi đối với mà cái loại mà 50 45 đạm á thì giá bình thường nó khoảng 120. Nhưng mà mình giảm xuống là 100. Giảm xuống 100 luôn ha. Bình thường thì khách hàng mua vẫn là 120 ký lẻ. Nguyên bao thì còn 101. Nhưng mà hiện tại giảm xuống 100. Nhưng khách hàng nào mua nguyên bao thì được miễn phí vận chuyển luôn. Thì giá đợt này mình để nhằm ưu đãi những khách hàng, tri ân những khách hàng mà đã mua sản phẩm bên mình đó. Thì mua mình cũng lâu rồi, mình chưa mở chương trình khuyến mãi nào. Thì mở chương trình đợt này để nhằm tri ân khách hàng. Thì đây là cái keo lắng các bạn. Còn cái bao xanh xanh là cái AirPods ha. AirPods 46 đạm. Nó là dạng viên dành cho lương sang ngàn. Còn đây là mình đóng hàng ship đi toàn quốc bạn. Ship COD ha. Thì mình đóng hàng chuyển hàng qua Viettel. Thì hiện tại một đơn hàng được 20 kg ha. Mỗi đơn hàng không quá 20 kg. Thì các bạn thấy đơn hàng mình đóng đó. Thì đối với cái bao UB thì gì đó thì nó có bao PE trong rất là chắc. Nên mình chỉ cần quấn bằng keo với cái tem thôi. Còn cái thùng thì mình đóng rất là chặt ha. Thì các bạn nhận hàng chuyển hàng COD là nghĩa là các bạn nhận hàng, kiểm tra hàng, ok thì các bạn trả tiền. Đây là cái bao 45 đạm mà, cái bao xanh xanh đó. Quay kỹ lại cái thùng 50 đạm cho mình xem ha. Đợt này bên mình có đầy đủ các loại thức ăn luôn các bạn. Dành cho lương mà size 1000 con đến 500 á, thì các bạn có thể cho ăn bột 45 đạm hoặc các bạn có thể cho ăn bột 46 đạm dạng viên. UB mình có là từ 501 tới 504 luôn. Các thức ăn mà thiên mã thùng này bên mình mới nhập về các bạn. Đã sản xuất là ngày 14 tháng 10 nên các bạn yên tâm sẵn sử dụng ha. Đã sản xuất 4 tháng 10 thì hạn dụng nó khoảng 3 tới 4 tháng. Thì các bạn xài tới khoảng tháng 1 tới tháng 2 mới hết đát ha. Thì đây là keo lắng. Để mình mở cái thùng 50 đạm bạn xem ha. Đây là cái thùng 50 đạm nè các bạn. Cái túi 50 đạm bạn thấy à, túi bạc. Thì như những lúc trước mình có hướng dẫn tư vấn chia sẻ đó. Thì cái túi bạc này thì nó ăn là hiện tại trên thị trường nó là cái loại dành cho lương bột mà giá nó mềm mà cái chất lượng nó lại cao nhất ha. Thì nó với cái túi mà 5 kg của thằng Quang Phong á, thì hai thằng đó là nó sẽ khác thương hiệu thôi ha, chứ chất lượng thì nó cũng 9-10 thôi chứ không khác nhiều các bạn. Rồi các bạn tranh thủ mua hàng đợt này ha. Đợt này diễn ra chỉ có tới ngày 15 tháng 10 thôi. Do mình giảm giá nhiều quá nên đợt này mình có những đơn hàng là mình lỗ luôn. Nhưng mà nhằm tri ân khách hàng nên mình sẽ cố gắng giữ chương trình tới ngày 15 tháng 11. Thì các bạn hãy cố gắng sắp xếp để mà đặt hàng ha.
Rồi các bạn thấy kênh hay nhớ đăng ký kênh nha các bạn. Đúng vậy em kêu. Chứ không kêu mà. Rồi chào các bạn ha.